Đâm thèm rụng muốn trứng nhỉ, rụng trứng yêu anh rồi. Thế là là trứng rụng như sung à? Không anh, vậy sao sinh con cho anh nữa? Trứng rụng thì mới sinh được con, nhưng nó không rụng mà nó cứ mẹ nó cứ chỉ trên trên cạnh làm sao mà có con được. Cảm ơn chị nhiều. Không nhưng mà khi nào ấy thì mới rụng chứ, tự nhiên rụng rồi sẽ bay bay sau đây sao mà để con cho anh nữa. Ok. Nhưng mà yêu là yêu thật đấy, hứa hứa trước 2K8 bên anh, 2K8 đây này, là lời hứa của người người khiết đan nó phải chuẩn. Yêu là phải yêu, mà không yêu là không yêu, đừng có trêu nhau. Yêu là phải gặp, gặp là phải bem đó, đúng không? Cấm được nói là yêu thương thằng nào đấy nhá, đi chơi kèo với cây với thằng nào là không bao giờ được phép chơi kèo là em yêu các anh, xong yêu anh này yêu anh kia nhá, chỉ một mình chưa anh nhá, nói mới một mình chơi anh luôn, chưa bao giờ đúng chơi rồi. Luôn đấy. À thế nhưng mà Du bay đang đâu nhỉ? Dạ em đang ở quê. Quê chỗ nào? Anh đặt vé bay cho. Ngày em mai đoàn ở tụ Nghệ luôn. An. Ở đâu? Ở Nghệ An. Ở Nghệ An. Ôi xa. Khánh này rất thích người Nghệ An luôn. Chỗ nào? Anh luôn đến châu mới cho anh 20 triệu đây. Ở đâu chỗ nào Nghệ An? Ở Quỳnh Lưu. Quỳnh Lưu, biết Quỳnh Lưu luôn. Dạ. Anh biết Quỳnh Lưu luôn mà. Đi từ Hoàng Mai xong đến Quỳnh Lưu đúng không? Vâng. Anh biết Quỳnh Lưu mà trước anh còn đi ra cái bãi biển, bờ biển ở Quỳnh Lưu. Anh ăn cái nhà hàng anh nhớ không biết ở cái đồi thông gì, nhưng mà Quỳnh Lưu có đèn cờ em nhỉ? Dạ đúng rồi ạ. Anh có vào Quỳnh Lưu rồi, nói chung là người yêu thế cũ thì có anh khi ở lại trong là đó duyên hả? số thì sinh ra chúng mình nhỉ? Chứ chứ anh đang nhưng ở mà Quỳnh đâu Lưu vậy? thì anh có vào rồi, anh có đi đèn cờ ở Quỳnh Lưu rồi. Chứ anh đang ở Giờ anh đâu? đang ở trên Hà Giang, anh đang đi Hà Giang du lịch rồi. À trời ơi thích Anh đi thế. Hà Giang nhưng mà Người anh đi du lịch suốt ngày mà. sao em ở nhà em ngày nào em Đợi cũng anh thì có đi livestream, chơi. em làm việc một ngày 12 tiếng, em chăm chỉ em kiếm tiền mà em thấy anh chỉ đi chơi thôi. Thế sau này nếu Nhưng mà mà anh đi chơi. lấy nhau về rồi thì làm gì để nuôi con hả anh? Anh lấy nhà cái từ châu Âu nuôi Ờ, dạ hả? em. Người ta nuôi em hay là anh nuôi người ta? Chị bảo Đó. thì đêm là đêm đâu hả? Tức là Em đêm là hỏi mấy là giờ người em bảo em đúng hỏi là em anh bảo bảo từ là mấy giờ nhà cái từ châu Âu nuôi em hay là em hỏi là hay là anh nuôi người ta? ok Chú thì nữa đưa ở anh cái tai Quỳnh nghe này, Lưu. Ở Quỳnh đưa Lưu. anh cái tai nghe kia. Sao mọi người hỏi kỹ thế? Quỳnh Lưu thôi được rồi, biết Quỳnh Lưu rồi, nói chung là Dạ. chỉ có Khánh mới biết tọa độ chính xác của Run thôi, chứ ông hỏi làm cái gì, ông tha thiên. Đúng rồi. Nó kêu cơm bây giờ Anh người ở ta nhận Anh lấy cho Sơn tôi rồi, ông Anh hỏi làm Sơn gì. là gần em á. Quỳnh Lưu sao đến Rồi, Yến bây giờ Châu nhỉ? kèo thứ hai cho anh Quỳnh Thu Anh Lưu để lại có thị tên. trấn gì nhỉ? Thị trấn Cầu Giát à, phải không? Nói chung là đất Nghệ An là đất thân thương, anh cũng biết nhiều mà. Anh cũng biết nhiều về Nghệ An mà. Em nghe thấy không?